Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay là tiếp tục cái series so sánh các dòng sản phẩm TV của Sony và Samsung. Thì em sẽ chọn cho bác hai dòng sản phẩm phân khúc, đó là phân khúc 65 inch màn hình TV QLED Q80C của Samsung so sánh sang con của bên LG, đó là phân khúc TV X65X85L của 2023. Đây sẽ là hai model mà hứa hẹn sẽ là bán tốt nhất trong năm 2023 trong cái phân khúc giá màn Full HD. Năm ngoái thì em thường so sánh cho bác là những dòng TV Q80B với X90K. Nhưng mà năm nay thì em lại chuyển xuống đó là phân khúc TV 65Q80C, so sánh xuống con X85 thôi, chứ không so sánh lên X90. Bởi vì phân khúc X90 thì giá đợt này nó rất chỉ là cao, cao hơn rất nhiều so với các dòng Q80C. Thì ở đây thì có phân khúc TV X85K, xin lỗi, X85L phía bên kia 65 inch đang ngang giá so với con này. Thì ở cả hai phân khúc TV 55 và 65 inch thì đều có phân khúc giá như vậy mọi nhá. Thì em sẽ lấy chọn cho mọi người đó phân khúc TV 65 inch để so sánh trước. Ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ có kê con TV là 65Q80C. Và phía bên đối diện bên kia thì em đang kê con TV là 65X85L để so sánh cho các bác. Ở đầu tiên thì em sẽ so sánh cho mọi người những phân khúc này là phân khúc tầm cao cấp rồi, chứ nó không phải những dòng tầm trung nữa. Đầu tiên phần chân. Chân của con Q80C nó sẽ là chân kim loại ở chính diện mọi nhá. Chân kim loại, bảng kim loại chính diện. Thì các bác nào mà có khu vực kệ của chúng ta mà nó cái khu vực kệ mà nó không kê được cái phần chân mà hai bên, chân hai bên, thì con Q80C này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Hoàn hảo. Còn nếu mà các bác nào mua X85L thì chân của nó sẽ là chân hai bên, thì một lát nữa chúng ta chạy sang bên đó. Tuy nhiên thì với cái kệ mà các bác muốn kê được con X90L thì không phải là không có cách. Tí nữa em sẽ chỉ cho mọi người cái cách để chúng ta kê lên. Con này nhá mọi người nhá, con này đây, chân rất đẹp và chắc chắn. Thiết kế của đối với dòng TV Q80C phân khúc 65 inch màn hình 2023, thiết kế tràn 4 viền mọi người nhá. Các bác nhìn thấy viền rất mỏng luôn. Thiết kế tràn 4 viền rất mỏng. Và viền của nó thì được làm bằng kim loại màu sậm, bạc sậm rồi nhá. Viền bằng kim loại màu bạc sậm rất đẹp như thế này. Đây là bao phủ của chúng ta sẽ là bao phủ 4 viền. Về ngoại hình thì 65Q80C được đánh giá là top trong những dòng màn hình có thiết kế đẹp nhất trên thị trường hiện tại bây giờ. Không chỉ bởi viền kim loại và chân cũng bằng kim loại luôn rồi nhá. Chân bằng kim loại luôn. Ok, đấy là phần phía mặt trước. Lắp sau lưng của với Q80C phân khúc TV 65 inch thì chúng ta có thể qua phía bên này để xem phân khúc TV là 75 inch để chúng ta hình dung ra. Ở đây em có con TV 75 inch này. Mọi người nhìn thấy cái lắp sau lưng của các dòng TV Q80C nó sẽ là phần có kẻ cơ đô sọc như này, và nó khá chi là dày so với những dòng phân khúc Q70, Q60. Ở phía bên thiết kế của con TV 65X85L ở bên Sony thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên thì cũng sẽ là một màn hình TV 4K và có thiết kế chân, có hai chân ở hai bên. Thì lúc nãy em có nói này, các bác nào mà muốn mua cái kệ mà chúng ta không kê được cái chân ở chính diện thì cái kệ chúng ta mà không vừa cái chân hai bên này, mọi người có thể thứ nhất là chúng ta mua thêm một tấm kính để đôn, để là bằng cái phần mặt kệ chúng ta tràn ra để chúng ta mua đặt thêm tấm kính. Thứ hai là chúng ta có thể để thêm cái phần một cái khúc gỗ nào đó ở phía bên trên kệ phía bên kia để nó bằng đi mọi nhá. Tức là cái kệ thì hình dung các bác sẽ nhìn thấy là nó có một cái kệ là kệ lõm, kệ lõm xuống hoặc là kệ lồi lên. Đấy. Còn kệ mặt phẳng ấy thì nó sẽ hoàn toàn là vừa. Kệ mặt phẳng thì luôn luôn vừa. Thì có hai cái kiểu kệ như vậy, lồi và lõm. Kệ phẳng thì chúng ta để thoải mái thì em không có nói. Tiếp đến thì về phần thiết kế của phần viền. Viền của con này thì không được đánh giá cao giống như của bên Samsung. Samsung của nó là viền bằng kim loại, con này viền bằng nhựa. Và đối với con này thì nó chỉ thiết kế cho bác phun tràn là 3 viền chứ không được lên đến là 4 viền giống như Q80C. Đây là con TV X85L của 2023. Ok. Về phần thiết kế chân như vậy rồi, chúng ta có phần thiết kế lắp sau lưng ở phía đằng sau. Lắp sau lưng thì đối với con TV 65X85L này, năm nay thì với thiết kế nó cũng khá là la lá giống so với Q
80C về phần nồi dao nhé. Về phần nồi dao là hình thức là như nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái kẻ caro đẹp mắt hơn, mà bắt mắt hơn so với các dòng TV ở phía bên Q80C ở phía bên kia. Đấy, chúng ta sẽ có những cái sự đặc điểm nổi bật và khác biệt hơn thì em sẽ nói cho mọi người xem biết. Tiếp đến thì em sẽ đi về phần tem năng lượng nhé. Cái tem năng lượng này nó đánh giá khá chi là chính xác về các dòng TV để các bác có thể hình dung ra được. Ở đây em sẽ có phân khúc TV đó là 65X85L đây. Công suất của chúng ta sẽ là 220W rồi nhé. Được Bộ Công Thương đánh giá là 5 sao và hiệu suất năng lượng là 4.11. 4.11 thì chúng ta thử quay sang phía bên này. Với công suất 220 đó thì con TV ở phía bên này với của Q80C nó sẽ là như thế nào? Thông thường thì đối với dòng 65 inch công suất hơn 200W là chuyện bình thường. Rồi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có công suất của con TV Q80C ở phía bên này, mọi người nhìn thấy này. Q80C công suất của nó sẽ rơi vào là 305W rồi nhá. Công suất của chúng ta là 305W. Một cái công suất là cao hơn rất nhiều so với các dòng TV X85L ở phía bên kia. Con kia chỉ rơi vào 220W thôi, con này sẽ là 305W. Thì cái công suất nó phản ánh cho các bác là cái phần điện năng tiêu điện năng phản chiếu trên cái tấm nền màn hình. Thì cái tấm nền này của bên Samsung nó sẽ cho mọi người cái cảm giác cái màu sắc của nó sẽ sáng hơn và rực rỡ hơn, mọi người nhá, sáng hơn, rực rỡ hơn. Đấy, còn phía bên Samsoli ở phía bên kia nó sẽ cho mọi người cái chiều sâu về hình ảnh, độ đậm nét về những cái độ chi tiết. Còn các bác nào muốn mua những dòng TV mà có hình ảnh tươi sáng thì chúng ta sẽ chọn Samsung. Hình ảnh chân thực và độ sâu nhất thì chúng ta sẽ chọn của bên Sony. Đấy là những ưu điểm của từng cái phần thương hiệu Samsung và Sony. Tuy nhiên thì cả hai con này thì đều sử dụng một cái công nghệ màn hình. Như ví dụ em là kể hai con đều sử dụng một công nghệ màn hình. Đó chính là công nghệ màn hình Full Array, là một trong những dòng công nghệ màn hình tốt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ cho các dòng TV. Trên các dòng này sẽ là các dòng màn hình TV Mini LED và QLED và OLED TV. Đấy, thì đối với dòng màn hình chúng ta có màn hình TV là QLED màn Full Array thì mật độ bóng hình của nó thì vô cùng là dày trên dàn trải đều trên TV. Các bạn nhìn thấy full tức là nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều bóng hình trên TV. Càng nhiều bóng hình thì chúng ta có càng nhiều hiển thị chi tiết hình ảnh hơn. Thì đấy là đối với các dòng này, chúng ta có màn Full Array này, tần số quét của các dòng Q80C cũng sẽ là 120Hz. Quay trở lại với phần phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm đó là các dòng TV của bên Sony. Sony thì cũng sở hữu màn hình TV Full Array nhá. Các bác nào mà mua năm ngoái ấy, thì chúng ta sẽ là chỉ có màn hình Dual LED thôi. Với màn hình Dual LED trên các dòng TV là X85K. Năm ngoái X85K 65 inch hay 55 inch hay là bao nhiêu inch ấy thì nó chỉ là màn hình Dual LED thôi. Với cái màn hình đó thì cũng là màn hình được gọi là màn hình nét nền. Tuy nhiên thì khi mà các mua những dòng đó thì nó chỉ có vài bóng hình ở trên TV và nó dàn trải đều thôi. Nó có số lượng mật độ bóng hình của nó ít hơn so với cái màn hình Full Array này. Thì năm nay thì đối với 65X85L hay là các dòng X85L khác thì đều được trang bị cái màn Full Array giống như các dòng TV X90 mọi người nhá. Giống như các dòng X90 chúng ta có màn Full Array. Thì đối với cái màn này thì nó sẽ giúp cho mọi người giờ có độ sắc nét cao hơn so với màn hình Dual LED. Và nó sẽ tương đương so với dòng TV của bên Samsung là có màn hình Full Array Q80C ở phía bên kia. Tuy nhiên thì đối với như em có phân tích rồi, cái màu sắc của bên con X85L này thì cũng không thể nào so sánh được so với màu sắc của con TV Q80C kia. Nếu mà mọi người so sánh thì phải so sánh lên con X90. Đấy, nếu mà phần màn hình nhé. Đối với TV 65X85L thì chúng ta có công nghệ hệ màu. Hệ màu thì có hai cái công nghệ màu giống năm ngoái. Chỉ có một công nghệ màu năm nay nó tốt hơn, đó chính là Multi Clarity. Cái công nghệ này thì chỉ có năm nay mới có thôi. Và nó sẽ tích hợp trên các dòng TV X90K năm ngoái thì năm nay sẽ có trên năm con này rồi. Thì nó sẽ tương đương các cái màn hình màu sắc nó sẽ đẹp, khá là đẹp mọi nhá, khá là đẹp và bắt mắt. Đấy. Tuy nhiên thì không thể nào so sánh với X90 được, nhưng mà chúng ta sẽ
được ngang so với các dòng TV Q80C phía bên kia, với chất lượng màn hình Full HD. Màn hình Full HD là có sự nâng cấp rất tốt trong năm nay. Nếu mà không có màn hình Full HD thì em đã không có cái video mà so sánh các dòng TV 65 hay là các dòng TV 65 về phân khúc TV X85L với Q80C phía bên kia, vì là nó cùng là màn Full HD. Do đó này chúng ta mới có cái video so sánh như thế này. Đó, ok. Tiếp đến thì chúng ta so sánh về công nghệ hình ảnh. Rồi, âm thanh thì chúng ta có con này âm thanh hệ thống Dolby Atmos đầy đủ. Đấy, chúng ta có hệ thống âm thanh vòm và công suất loa của nó là 20W. 20W rồi nhá. Chúng ta đi sang phía bên kia thì chúng ta sẽ cảm nhận được thấy là bên Samsung sẽ có thêm một số cái công nghệ âm thanh trên các dòng TV Q80C. Ví dụ như là chúng ta có hệ thống loa nó cũng sẽ to hơn, với công suất loa của nó là 40W. Các dòng kia thì em thấy là nó sẽ là 20W. Thì không biết là nó có to hơn gấp đôi không. Nhưng theo thông số kỹ thuật thì với công suất loa 40W và hệ thống loa là 2.2 kênh, giúp cho mọi người có hệ thống âm thanh là OTS9 và Dolby Atmos đầy đủ. Cũng tương tự như bên kia cũng có Dolby Atmos. Nếu mà đọc về thông số kỹ thuật cảm tưởng con Q80C này nó sẽ có loa to hơn. To hơn, ok chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi về phần tiếp đến hệ điều hành đi. Hệ điều hành và tính năng sử dụng. Với hệ điều hành của năm nay, Samsung sẽ chạy hệ điều hành là Tizen OS và Soli là chạy hệ điều hành Android trên nền tảng Google TV. Nó cũng không khác gì so với năm ngoái, mọi người nhá. Không khác gì năm ngoái. Năm ngoái các bác dùng các dòng đầu, các dòng K và các dòng đầu B. K và B như thế nào thì năm nay C và N nó y hệt như thế. C và L nó y hệt như thế, mọi người nhá. Không có gì nhau cả. Nhưng mà năm nay thì Samsung có thêm, đó là chính là hỗ trợ thêm các bác cái trợ lý ảo Bixby. Tuy cái trợ lý ảo này nó không được hoàn thiện, chưa được hoàn thiện, mọi nhá, chưa được hoàn thiện. Bởi vì nó vẫn đang hỗ trợ cho người cái trợ lý ảo Bixby này là công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay qua câu lệnh hay Bixby, nhưng nó chỉ sử dụng bằng tiếng Anh thôi. Nó sẽ kém hơn so với bên của bên Soli. Soli là chúng ta sẽ sử dụng, đó chính là cái hệ điều hành Android trên nền tảng Google ấy. Nó sẽ có thêm, mọi người có thêm cái hỗ trợ tìm kiếm giọng nói rảnh tay qua câu lệnh OK Google. Qua nhiều năm thì rất Soli họ sẽ khắc phục được rất nhiều những cái nhược điểm qua cái câu lệnh đó, hoặc là những cái kho ứng dụng tìm kiếm của Soli. Thì khi mà so sánh sang cái phần giọng nói thì Soli luôn luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với của Samsung rồi nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi về phần giá thành, bởi vì hai phân khúc này nó giá thì ngang ngang nhau. Với phân khúc của Soli, giá thì đang bán cho mọi người dưới vào tầm độ 65X85L, đang bán khoảng độ hơn 24 triệu đồng. Còn đối với 65Q80C phía bên kia đang bán với giá là hơn 22 triệu. Tức là nếu mà phân khúc này thì chúng ta có X85L cái giá còn cao hơn so với con TV của bên Samsung phía bên kia. Samsung thì nó luôn luôn thuộc top trong những dòng TV có phân khúc giá nó rẻ và được nhiều mọi người lựa chọn. Thì sao? Vừa giá rẻ, vừa thiết kế đẹp, vừa màn hình có độ sắc nét màu sắc tươi sáng. Đấy, thì luôn luôn khi mà đặt lên bàn cân về phần giá thành, thiết kế cũng như là màu sắc thì Samsung nó sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm của bên Soli. Tuy nhiên thì nếu mà các bác nào đã yêu thích Soli, yêu thích màu sắc của nó, yêu thích cái tính năng sử dụng cũng như là cái hệ điều hành các thứ của bên Soli, giọng nói, giọng điếc các thứ, thì để sử dụng cho các bác nào mà chuyên sử dụng những dòng về giọng nói, muốn giọng nói luôn, gọi phát có luôn và nhanh và nhạy, thì với cái màu sắc của bên Soli đúng tuôn luôn cho mọi người màu sắc chân thực và không thể nào lấn đi đâu được, thì đấy là thì mọi người sẽ hoàn toàn sẽ lựa chọn sang bên Soli. Nhưng với những người khác thì lại chuyển sang bên Samsung. Thì đấy là tùy vào những cái nhu cầu sử dụng cũng như là đánh giá của từng khách hàng, cũng như là chúng ta muốn nhu cầu chúng ta như thế nào. Giá tiền cũng chỉ là ngang nhau thôi, không chênh nhau quá nhiều. Thì em cũng đã có một cái video để mà phân tích so sánh cho mọi người hai dòng này. Đấy, các bác có thể để lại comment cũng như là quan điểm của mình như thế nào trong hai phân khúc này giúp em nhé. Ok, thì em Long xin chào cũng như hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.